LED sẽ tăng trưởng gấp 10 lần trong 10 năm tới. Thị trường TV đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là sự so kè giữa các công nghệ dựa trên nền tảng LCD LED truyền thống và công nghệ OLED. Tuy nhiên, theo dự đoán của ISS Market, đến năm 2026, doanh số TV OLED sẽ đạt 17,79 triệu chiếc, tăng 9.96 lần so với 1.79 triệu chiếc trong năm 2017. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho những người yêu thích TV OLED. Bởi IHS Markit là hãng nghiên cứu thị trường hiển thị uy tín nhất hiện nay và được xem là kim chỉ nam để ngành công nghiệp TV phát triển. Theo IHS Markit, bên cạnh sự tăng trưởng vững chắc của TV OLED, thì doanh số TV LCD LED vẫn gần như rậm chân tại chỗ với biên độ tăng trưởng chỉ là 1,6% trong khoảng từ năm 2017 đến 2026. Đây là kết quả của những nỗ lực giảm giá thành sản xuất với sự tham gia của rất nhiều nhà sản xuất TV lớn trên thế giới, được dẫn dắt bởi LG. Hiện tại, đã có hơn 15 nhà sản xuất TV lớn trên thế giới sử dụng tấm nền OLED của LG cho các dòng TV cao cấp, trong đó có cả các tên tuổi lớn như Sony, Panasonic, Philips. Nhờ vậy, thị phần TV OLED ở phân khúc cao cấp sẽ được dự đoán là sẽ tăng trưởng 298% tại Bắc Mỹ, 146% tại châu Âu và 815% tại Trung Quốc. Ở bên kia chiến tuyến, số liệu của IHS Market cho thấy thị phần TV LCD cao cấp đang có xu hướng giảm ở nhiều thị trường điển hình như sẽ giảm 26% tại thị trường Nhật, giảm 6% tại các thị trường quan trọng như Bắc Mỹ và châu Âu. Hiện tại, có rất ít nhà sản xuất TV vẫn trung thành với các dòng TV LCD cao cấp và hạn chế về mặt công nghệ khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển các công nghệ và tính năng mới. Xu hướng của các dòng TV LCD cao cấp như QLED chính là phát triển màn hình độ phân giải 8K. Tuy nhiên, một số đánh giá thực tế cho thấy, nguồn phim 8K hiện nay không nhiều và công nghệ nâng cấp hình ảnh. Apple cũng không đủ mạnh để nâng lên 8K chuẩn. Hơn nữa, theo đánh giá chuyên sâu của tạp chí FLATSPANELHD, các dòng TV LCD hiện nay đều vẫn không thể khắc phục được những nhược điểm như góc nhìn hẹp, hở sáng và màu đen không sâu như công nghệ OLED. Kể từ khi được thương mại hóa, các dòng TV OLED cao cấp của LG luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao dòng TV 2019 mới nhất là C9 tiếp tục được tạp chí công nghệ uy tín CNET chấm điểm 10 tuyệt đối cho hạng mục chất lượng hình ảnh và hiệu suất video. Theo CNET, LG OLED C9 là dòng TV không chỉ có giá thành hợp lý mà sở hữu chất lượng hình ảnh tốt nhất từ trước tới nay mà họ từng đánh giá, và trở thành người kế vị xứng đáng cho C8, vua chất lượng hình ảnh của năm 2018. Trong loạt bài viết chi tiết về các cảnh phim của phim Game of Thrones đình đám, tạp chí Fox cũng cho rằng, TV OLED hiện nay có chất lượng hình ảnh hoàn hảo nhất, đặc biệt vượt trội so với TV LCD khi trình chiếu những phim mang màu sắc đen tối, đòi hỏi TV phải có màu đen sâu và giải tương phản vô tận. Ngoài chất lượng hình ảnh, thì vật liệu hữu cơ vô cùng linh hoạt cũng là chìa khóa để TV OLED tiếp tục khoét sâu vào thị phần TV LCD cao cấp. Các thiết kế mới như TV OLED cuộn đầu tiên trên thế giới. Hay TV OLED 8K với từng điểm ảnh siêu nhỏ có thể tắt mở độc lập để tạo màu đen sâu như là minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà LG và các nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới đang theo đuổi. PV